Em Út thân chào cả nhà Tiếp tục buổi xế chiều ngày hôm nay Thì Múc giao lưu góp vui cùng cả nhà Đó là một em linh sam hoa hồng Cây đang cho ra nụ nên anh chị em mình Cây đang ra nụ chuẩn bị ra hoa nha anh chị em mình nha Linh sam hoa hồng nha Cây này cao 19 cm Hoành 9 cm Và chiều dài cái tài bộ tàn độ của nó là 32 nha anh chị em mình nha này, Để em quay cái chi dưới cho anh chị em mình xem ha Cây này thì em Múc đã vào được hai nước kẽm nha cả nhà À, cây nằm trong một cái hũ luôn Hũ xưa luôn Rồi anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho một số điện thoại 079 5499088 nha Giá cực kỳ yêu thương luôn nha anh chị em mình ơi Đến xăm hoa hồng nha cả nhà em Bước nuôi trong cái chậu nè Cái hũ xưa nè bộ rễ nôm lên trên nè cả nhà Hoành 9cm nha anh chị em mình Chiều cao của nó là 19 luôn và chiều dài cái bộ tàng của nó đây là 32 nha ưng ừ ý thì nhắn tin alo cho em úp nha Số điện thoại 079 549 9088 nha, nha. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng chiều vui vẻ cả nhà ơi